Bạn đã sẵn sàng du hành thời gian, quay ngược trở về quá khứ để khám phá một trong những bộ óc thông minh nhất loài người đã từng sản sinh ra. Nikola Tesla và những bí mật điên rồ mới được công bố. Đó là trí thông minh lên đến tầm thánh thần với khả năng vẽ tất cả những chi tiết phức tạp nhất của một cỗ máy chỉ ở trong não. Cuộc chiến dòng điện điên rồ với Thomas Edison hay thực hiện những nghi lễ kỳ lạ liên quan đến bí mật của vũ trụ. Tất cả mọi bí ẩn góc tối và sự vĩ đại của Nikola Tesla sẽ được bật mí trong chuyến du hành thời gian ngày hôm nay của chúng ta. Nikola Tesla là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử, một Leonardo da Vinci thời hiện đại. Ông được chú ý nhờ vào sự thiên tài và óc sáng tạo tuyệt đối trong tất cả lĩnh vực mà mình khám phá. Rất ít người trong lịch sử khoa học có khí chất của một huyền thoại như Nikola. Những người đã từng một lần, dù chỉ một lần thôi tìm hiểu về ông sẽ nhận ra rằng không có bất kỳ một thuật ngữ về nghề nghiệp nào được sử dụng để miêu tả về ông là đầy đủ và chính xác. Nhà khoa học, vật lý học, kỹ sư hay nhà phát minh, không từ nào miêu tả đầy đủ về cuộc đời của Nikola Tesla. Thậm chí là thiên tài cũng chưa đủ để nói về sự vĩ đại của người đàn ông này. Tesla, nhà khoa học chủ chốt trong cuộc cách mạng về điện, chính xác là một thiên tài điên rồ. Ông đã phát minh ra cuộn dây Tesla, tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp cực cao. Tesla sở hữu khả năng dường như đã biến thành siêu năng lực mang đầy tính thần bí. Đó là có thể tạo ra hình ảnh thị giác ở trong đại não. Cũng chính nhờ vậy, Tesla có thể phát thảo thiết kế chi tiết trong đầu mà không cần bất kỳ mô hình, bản vẽ hay thí nghiệm. Ông còn có thể liên tục cải tiến cho tới khi nó hoàn hảo thì mới đưa thành phẩm ở trong đại não, tiến hành làm ra thực tế. Vì vậy, các phát minh của ông hầu như là 100% thành công. Chính vì vậy thì không có gì quá ngạc nhiên khi phần lớn con người bình thường như chúng ta coi nhà khoa học lỗi lạc như thần thánh. Tesla là cha đẻ của một số lượng đáng kinh ngạc các phát minh thiết yếu mà chính bạn đang sử dụng hàng ngày, bao gồm bóng bàn dẫn, radio, radar, tia X, dòng điện xoay chiều, cùng với hơn 700 sáng chế khác nữa. Chưa kể đến những công nghệ của ông được ghi tên bởi người khác, nói nôm na là ăn cắp ý tưởng. Chẳng hạn như Guglielmo Marconi được ghi nhận là người phát minh ra điện báo vô tuyến vào năm 1901. Nhưng trên thực tế, đó là công nghệ của Nikola Tesla. Marconi thì là một người tốt mà. Cậu ấy đang sử dụng 17 bản sáng chế của tôi, Tesla đã từng nói. Hay Jorge Clau, cha đẻ của đèn neon, được cấp bằng sáng chế vào năm 1910. Tuy nhiên là từ tận năm 1893, Tesla đã thử nghiệm một thứ giống hệt như vậy. Hơn 100 năm trước, Tesla đã dự đoán về sự ra đời của trí tuệ nhân tạo và xe hơi tự động. 100 năm sau, một nhà khoa học kiêm doanh nhân vì thần tượng Tesla mà tham gia sáng lập ra hãng xe Tesla và ChatGPT. Bạn đoán ra đó là ai rồi chứ? Người giàu nhất thế giới hiện tại, Elon Musk. Hãy tưởng tượng là vào một ngày hè nắng váng đầu ở Việt Nam, khi bạn ung dung bật máy lạnh lên, nhâm nhi tách cà phê đá và gọi FaceTime cho người yêu. Khi đó thì hãy biết ơn Nikola Tesla, nhà sáng chế vĩ đại của loài người. Với tầm nhìn thì đi trước vài trăm năm của mình, một số ý tưởng của ông vẫn đầy kỳ lạ cho đến tận ngày nay. Chẳng hạn như là tia tử thần, sử dụng chùm tia điện từ có thể tiêu diệt 10.000 máy bay và 1 triệu lính bộ binh từ cách xa hàng trăm km. Hay là ông đưa ra tuyên bố về khả năng giao tiếp ngoài trái đất. Khá là kỳ quặc, đúng không nào? Nhiều người, bao gồm cả chính người viết tiểu sử của ông, coi Tesla gần như là siêu nhân. Nhưng ông lại quá ngây thơ trong những mối quan hệ ngoài đời thực, đến nỗi nhiều lần bị lừa bởi các nhà đầu tư. Tham vọng lớn nhất trong cả cuộc đời của Tesla, đó chính là cung cấp nguồn năng lượng thừa mưa chứa tràn với mức giá rẻ gần như là cho không, để mọi người trên hành tinh này đều có thể sống thoải mái. Những nỗ lực của ông gần mục tiêu này đến mức các nhà đầu tư, chẳng hạn như JP Morgan, khi ấy đã chấm dứt bơm tiền vì lo sợ rằng một khi điều này thành sự thật sẽ phá hủy công ty độc quyền và chủ nghĩa tư bản cùng tất cả những thứ đã giúp họ trở nên giàu có. Tôi nói điều này thì hơi báng bổ, nhưng mà nếu Tesla có đầu óc còn buồn như của Thomas Edison hay khôn khéo hơn một chút nữa thôi, có lẽ thế giới bây giờ đã rất là khác rồi, yên bình hơn, nhàn hạ hơn và đạt được nhiều thứ vĩ đại hơn. Sự điên rồ của Tesla. 1. Điều gì làm nên một thiên tài? Thế giới cho rằng ông là người sở hữu một siêu năng lực đáng gờm, ADX Memory, bộ nhớ điện tử hay trí nhớ thấu niệm. Đó chính là khả năng hình dung hình ảnh với độ chính xác cao trong một khoảng thời gian cực ngắn.
Khả năng này đã được khoa học chứng minh là thật sự tồn tại và nó thường xuất hiện ở trẻ em. Đó là lý do vì sao sẽ có những ký ức tuổi thơ in hẳn trong trí óc của chúng ta cho tới tận khi chết đi, và thường khó phai nhòa hơn những ký ức hình thành ở tuổi trưởng thành. ADHD Memory cho phép bạn nhớ một số cảnh trong thời gian dài hơn với khả năng kết hợp tất cả các loại chi tiết nhỏ nhất. Một vài người nổi tiếng có loại siêu năng này, đó là Mozart, giải mã và chơi một bản nhạc hoàn hảo ngay cả trước khi có thể đọc và đếm. Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, cũng có thể học thuộc cả tờ báo mà ông vừa đọc. Hay Leonardo da Vinci với khả năng vẽ lại chân dung một người chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên. Với Nikola Tesla, ông có thể nói được 7 thứ tiếng. Và như đã đề cập đến ở trên, Tesla có thể phác thảo thiết kế chi tiết trong đầu mà không cần bất kỳ mô hình, bản vẽ hay thí nghiệm nào. Ông còn có thể liên tục cải tiến cho tới khi nó hoàn hảo thì mới đưa những thành phẩm ở trong đại não tiến hành ra thực tế. Khá là kinh khủng đấy. 2. Cuộc chiến dòng điện. Vào tháng 6 năm 1884, Tesla đã đến thành phố New York. Trong chuyến đi vượt đại Tây Dương, vé, tiền bạc và một số hành lý của ông đều bị đánh cắp. Và ông đã gần như bị ném xuống biển sau khi một cuộc nổi loạn nổ ra trên tàu. Tesla được thuê để làm việc cho Edison Machine Works. Công việc của Tesla bắt đầu với kỹ thuật điện đơn giản nhất và nhanh chóng tiến triển để giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất của công ty này. Tesla thậm chí còn được cung cấp các nhiệm vụ để thiết kế lại từ đầu máy phát điện một chiều của công ty Edison. Tesla có thể thiết kế lại máy phát điện và motor lỗi thời không hiệu quả của Edison, nâng cao cả hiệu quả kinh tế lẫn chất lượng. Có lần thì Edison đã nói rằng, nếu mà anh có thể làm được điều ấy, chúng tôi sẽ đưa cho anh $10,000. Đây là một lời nói đầy khó tin của Edison, người mà trả lương một cách bùn xỉn và cũng không hề có đủ từng ấy tiền mặt. Nếu bạn nghĩ rằng nhỏ, thì $10,000 vào thời điểm ấy tương đương với $1,000,000 bây giờ. Sau suốt nhiều tháng làm việc, Tesla hoàn thành được nhiệm vụ và yêu cầu được giữ lời hứa. Edison bảo rằng ông chỉ nặng tai và nói đùa mà thôi. Tesla, anh không hiểu kiểu hài hước của người Mỹ chúng tôi. Thay vào đó, Edison chỉ đề nghị tăng lương từ $10 cho đến $18 một tuần cho Tesla. Ông đã từ chối điều đó và ngay lập tức từ chức. Tesla đứng lên cầm mũ đi ra. Anh vẫn tay trắng hoàn trắng tay, nhưng đã biết được thế nào là nước Mỹ. Tesla bị vứt ra xã hội, đi đào mương kiếm sống, ăn ngủ mọi nơi. Tuy vậy đó, ông anh chưa bao giờ thôi nghĩ về các phát minh, về dòng điện xoay chiều. Và đây là bắt đầu một kỷ nguyên mới, một bước tiến của nhân loại. Và khởi đầu thì chính là cuộc chiến của dòng điện. Vào những năm đầu tiên của ngành điện, thì dòng điện một chiều, DC, do Edison phát minh, là tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ. Nhưng nhược điểm của dòng điện một chiều là không thể nào truyền tải điện năng đi xa. Hệ thống điện của Edison lúc bấy giờ chỉ có thể truyền điện đi xa trên dưới một dặm, khoảng 1,6 km. Trong khi đó thì dòng điện xoay chiều, AC, có khả năng khắc phục những nhược điểm của điện một chiều. Phương pháp truyền tải điện xoay chiều được phát minh bởi Nikola Tesla, giúp truyền tải điện năng đi xa hơn rất là nhiều và trở thành đóng góp quan trọng nhất trong ngành điện lực. Khi biết khả năng và tiện ích của dòng điện AC, Edison đã lên kế hoạch. Ông này mới thuê trẻ em bắt mèo, chó và sử dụng chúng vào cuộc trình diễn ở nơi công cộng. Ông buộc những mảnh kim loại vào thân thể của chó mèo, rồi cho dòng điện chạy qua, để dân chúng được chứng kiến cảnh điện giật như thế nào, và rồi nêu ra câu hỏi. Hỡi các vị có chấp nhận để vợ, con của mình nấu nướng bằng dòng điện này hay không? Khá là bẩn và không hề quân tử một chút nào, có đúng không? Dù là Thomas Edison có cố gắng tuyên truyền về sự nguy hiểm của dòng điện xoay chiều, thì nó vẫn chiếm được ưu thế vượt trội trong việc truyền tải điện trên khắp thế giới. Tuy nhiên là hầu hết mọi thiết bị điện thời bây giờ, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, laptop, tablet, máy nghe nhạc, máy pha cà phê hay lò vi sóng mạng dùng, đều phải cần có một bộ chuyển đổi AC sang DC. Cho nên nói một cách nào đó, mặc dù Edison đã thua trong cuộc chiến truyền tải điện, nhưng ông đã thắng trong phân khúc đồ điện tử. Rất nhiều sáng chế của họ vẫn còn được chúng ta sử dụng. Edison thì có microphone, loa và ống nghe của điện thoại, đèn dây tóc, máy quay đĩa, máy chiếu phim, máy ghi âm. Tesla có những phát minh gì thì tôi cũng nhắc qua ở trên rồi. Tuy vậy là theo quan điểm cá nhân của mình, Edison vẫn mang tính là con buôn. Trong khi đó thì người làm khoa học thật sự và muốn đem sự vĩ đại đến cho cả những người nghèo khổ nhất thì mới chính là Tesla. 3. Sự dị biệt của thiên tài. Tesla bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD, một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính.
Tesla rất là ghét ngọc trai. Sự căm ghét của ông mạnh mẽ nỗi sẽ từ chối nói chuyện với những người phụ nữ đeo ngọc trai. Có lần thì thư ký của ông đến phòng thí nghiệm vô tình đeo một chiếc vòng ngọc trai. Tesla đã ngay lập tức đuổi việc cô mà không cần phải suy nghĩ. Ông còn bị ám ảnh bởi vi trùng và chuyện vệ sinh. Ông rửa tay hàng chục lần một ngày một cách đầy ám ảnh và phải đảm bảo mọi thứ mình ăn vào mồm đều phải nấu thật là kỹ. Đó là bởi vì ông đã quan sát thấy vi khuẩn trong nước uống của mình bằng kính hiển vi và tuyên bố rằng nếu bạn quan sát chỉ một vài phút những tạo vật khủng khiếp đó thôi, bạn sẽ không bao giờ uống dù chỉ một giọt nước chưa đun sôi. Không chỉ đun thật kỹ thức ăn, thậm chí là còn cẩn thận xác định số lượng thức ăn ở trên đĩa. Sau đó sẽ tính toán chính xác số lần chuyển động hàm cần thiết để nhai số thức ăn đó. Khá là kỳ lạ, đúng không nào? Tesla thì còn có một sự ám ảnh mang đầy tính tâm linh với con số 3 và có xu hướng thực hiện những nghi lễ kỳ lạ liên quan. Nếu mà bạn biết về sự kỳ diệu của con số 3, 6 và 9, bạn sẽ nắm được bí mật của vũ trụ, Tesla đã nói. Ông thường đi 3 vòng quanh một tòa nhà trước khi bước vào đó, sẽ gấp 18 chiếc khăn ăn trước khi dùng bữa, vì 18 chia hết cho cả 3, 6 và 9. Khi đến một khách sạn, ông luôn yêu cầu số phòng phải chia hết cho 3 và phải có 18 chiếc khăn tắm mới mỗi ngày. Đến cuối đời, ông cũng chết trong căn phòng số 3327. Tesla cũng hiếm khi ngủ. Ông thường chỉ cần ngủ 2 tiếng mỗi đêm và vài giấc ngủ ngắn 20 phút trong ngày. Nếu mà bạn là Leonardo da Vinci hay Nikola Tesla, thật là lãng phí thời gian khi nằm ngủ. Cả hai tuân theo một chế độ sinh hoạt kỳ quái, khiến bạn chỉ nghĩ thôi cũng thấy đầy mỏi mệt rồi. Tesla, cú đêm trong phòng thí nghiệm, thường xuyên khiến những người hàng xóm phải giật mình thon thót vì những tiếng động kỳ lạ phát ra. Mặc dù tất cả những thói quen kể trên nghe có vẻ hài hước, nhưng nó cũng chỉ có khả năng xuất hiện trên một kẻ điên hoặc một thiên tài mà thôi. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, đúng chứ? Và nếu mà mọi thứ về nhà bác học thiên tài Tesla đều thu hút bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video 8 phát minh điên rồ đi trước nhân loại hàng trăm năm của Nikola Tesla đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi!